Nguyên nhân cao là ở đâu? Chúa xin ngài tha thứ cho người chị em con, vì người chị em con cay đắng giận chồng của mình. Người chị em con quyết định tự tử và uống thuốc gây, nhưng mà Chúa thương xót và cứu người chị em con. Ngày hôm nay ở tại linh này, người biết rằng Chúa xin thương xót và tha thứ cho người này rồi. Người không có quyền ảnh hưởng cho tình cảm này, nghe không? Người này đã tha thứ cho chồng của mình rồi, người không biết không? Người không quyền ở đây nữa, nghe không? Ở linh sự chết tên nữ nhân cao đi, hãy đi đi, hãy đi đi, hãy đi đi, không có quyền ở đây nữa. Vì người này đã được mua chuộc bằng huyết Chúa Giêsu rồi. Chết trong lúc tức giận cay đắng, cái người nhảy vô mà là hết, vì là khối đời sống này vì lang thang sự chất là hàng vì đang tâm thì Chúa ngày cưới sắp sớm tan có của tao cha này đã để cho ba quỷ lừa dối để chụp lấy cái tay thương hiệu của ngày bây giờ linh sự chết là linh tự tử đó. Trước là chị là